Này, hôm nay mình sẽ nấu món gà kho lá chanh gừng sả. Này, đây là nửa con gà này, mình đã rửa sạch. Này, đây là một chút gừng, một lát vài lá chanh và một chút sả. Bây giờ mình sẽ chặt gà nhé. Thank you.
So when I started having good body